Bây giờ chương trình chúng ta cũng đã hết rồi, nhưng mà chú để bổ sung một cái câu hỏi của cô Mai hồi nãy đó. Trường hợp như mà có chúng ta có những cái người thân của mình đó, mà bị xỉu hoặc là bị coma mà ở cách xa chúng ta quá, thì chúng ta có thể là hình dung, thí dụ bây giờ chúng ta đang nhận được cuộc gọi của người thân nói bây giờ mẹ của mình bị xỉu rồi, thí dụ đi, hoặc là một cái người thân nào đó đang bị xỉu bất tỉnh rồi, thì chúng ta có thể hình dung cái người thân của mình và gửi cái năng lượng cho cái người thân của mình để hỗ trợ trong khi chờ đợi chờ đến cấp cứu, thì chúng ta có thể thực hiện như vậy. Mình không biết cái người đó cũng không sao, ví dụ có bất kỳ ai nói là cô Mai ơi, tôi có một người bạn bây giờ đang ở chỗ đường Bô Sa hay là đường Brockhurst gì đó, đang ngã tư đó, đang bị tai nạn, bị xỉu, thì mình hình dung đến đó, mình gửi năng lượng đó được như thường, không có gì trở ngại hết nha. Chỉ cần biết, mình chỉ cần định vị được cái vị trí thôi, mà mình không cần biết cái người đó là tên gì cũng không sao, tại vì lúc đó là những cái người đó họ đang bị tai nạn, cái thông tin của họ, đầu óc của họ cứ gửi thông tin cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Thì anh chị em cứ việc hình dung, anh chị em gửi cái năng lượng đến cái vùng đó là cả cái khu vực đó nhận được năng lượng luôn, chứ không phải cái người đó luôn, và đặc biệt là cái người đó là được nhận nhiều nhất, tại vì họ đang khẩn thiết và đang kêu gọi đi cầu cứu, thì chúng ta giúp được như thường, không có gì trở ngại hết. Dịch thiên cái phần đó nha con. That. Okay, so Mr. Leach has added really important information to the previous question that when we see someone who is in either in a coma or they just collapse on the street and just faint for and we don't know why, then so Mr. Leach has added that if we know someone who's in that condition, if they faint or if they're in a coma, and if there's an issue with distance, so say you are too far away, so let's say that you receive a call and someone said that so-and-so just collapsed, just fainted, don't know why, then what you can do is you can imagine, so for example, in the case of a loved one, then you can imagine your loved one and then you send energy to your loved one while they're waiting for medical assistance. And then in the case where you don't know the person, so let's say if a friend call you and said that there's someone who just collapsed on the street at so-and-so address, then you can also imagine your energy spreading to that location. So as long as you can pinpoint the location, the exact location where that person is at, it doesn't matter who they are, you don't need to know who they are, you just need to know the exact location, then you can still send energy to that person. Because when that person is in a stage of needing help and they're dealing with a specific condition, their energy, let's say their energy frequency was sent out a message and asked for help. And so that would resonate with your healing energy of wanting to help that person, so they will attract each other, and that would allows you to send energy to that person despite not knowing who they are, but you just need to know the exact location to help them. That's all.